sinh ngoan. Học sinh ngoan, sau đi comeback là một học sinh ngoan. Học sinh ngoan, học sinh ngoan. Học sinh ngoan, sau đi comeback là một học sinh ngoan. Học sinh ngoan, part 2. Học sinh ngoan bây giờ đây đã khác xưa. Học sinh ngoan chưa từng gây thất vọng, không viết nhắc tình và chơi về backer. Cầm mic và bước lên sân khấu. Học sinh ngoan hiện ra đứng ngời. Lại kết thúc 12 năm trường lớp. Học sinh ngoan mà đi trường đời. Học sinh ngoan chưa từng mất chất. Anh tiến bộ để trở nên xuất sắc. Học sinh ngoan cứ mãi đi trường thành. Thì giá của cha đương nhiên là rất nặng. Chạy hết mình và là quên quay nơi. Ít bạn bè và ít người anh thân. Học sinh ngoan bắt tay với doanh nghiệp. Như học sinh ngoan hôm trước thì doanh nhân. Học sinh ngoan không còn như ngày trước. Tiền và gái ok anh chọn tiền. Vài chuyện tình không làm anh chảy xước. Học sinh ngoan không vợ anh bạn hiền. Không vợ ai anh đơn club. Chuyện mì đất anh không còn ai tơ. Nhưng thiếu một điều mà anh vẫn quên nhắc. Học sinh ngoan anh vẫn luôn là trai hư. Học sinh ngoan ey. Học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Sau đi comeback là một học sinh ngoan. Học sinh ngoan ey. Học sinh ngoan. Học sinh ngoan. Sau đi comeback là một học sinh ngoan.